Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với tin nóng thể thao. Thưa quý vị, theo xác nhận từ phía câu lạc bộ Viettel, ông Bae Ji-won, cựu trợ lý huấn luyện viên Park Hang-seo được câu lạc bộ Viettel đăng ký chức danh huấn luyện viên trưởng ở AFC Cup 2022. Mới đây thì câu lạc bộ Viettel đã xác nhận ông Bae Ji-won, hiện là huấn luyện viên thể lực của đội, sẽ tham dự AFC Cup 2022 với tư cách là huấn luyện viên trưởng. Trong khi đó thì thuyền trưởng của đội bóng này ở giải quốc nội là huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, các huấn luyện viên dẫn dắt đội bóng tham dự AFC Champions League phải có bằng huấn luyện viên Pro, cấp độ cao nhất. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng không đạt yêu cầu nên tạm giữ vai trò trợ lý tại giải đấu này. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ cùng đội bóng tham dự AFC Cup 2022 diễn ra từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 trên sân Thống Nhất trước các đối thủ là Chang Elephant Lào, Phnom Penh Crown ở Campuchia và Hougang United đến từ Singapore. Bayern Munich đã gần như hoàn tất xong thương vụ mang tên là Sadio Mane khi nhà vô địch nước Đức đã đồng ý chi trả mức phí chuyển nhượng đáp ứng được yêu cầu từ phía Liverpool. Bayern Munich đã thành công trong việc thuyết phục ban lãnh đạo của Liverpool giảm giá tiền đạo Sadio Mane từ 42,5 triệu bảng xuống 35 triệu bảng. Cụ thể thì nhà vô địch nước Đức sẽ trả trước cho Liverpool là 27,5 triệu bảng, cộng thêm 7,5 triệu bảng phụ phí tùy vào thành tích của tiền đạo người Senegal tại Bayern Munich. Dù không còn sự phục vụ của Sadio Mane, nhưng huấn luyện viên Jurgen Klopp không cần quá lo lắng khi mà Liverpool vẫn còn nhiều tiền đạo đẳng cấp. Đặc biệt là mới đây, đội chủ sân Anfield còn cho ra mắt bản hợp đồng mang tên là Darwin Núñez. Tuổi trẻ là cơn mưa rào mà ai cũng muốn được trở lại tắm mình trong đó một lần nữa. Đó là câu nói quen thuộc mà chúng ta thường nghĩ tới khi nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời ở những năm tháng thanh xuân. Và với Sadio Mane, dù có trở thành một ngôi sao với thu nhập hàng triệu euro mỗi năm và có bao nhiêu danh hiệu lớn đi chăng nữa, thì việc trở về quê và chơi bóng dưới mưa cùng với những người bạn thời thơ ấu thì vẫn sẽ là điều không thể từ chối được. Sadio Mane sắp chuyển từ một đội bóng lớn của nước Anh là Liverpool để sang khoác áo một câu lạc bộ cũng lớn chẳng kém là Bayern Munich. Thế nhưng có lẽ với các cổ động viên của Anh tại quê nhà Senegal, đội bóng nào cũng chẳng quan trọng, bởi Sadio Mane vẫn là cầu thủ mà họ yêu thích hơn bất cứ cái tên nào khác trên sân cỏ. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, thì danh thủ David Beckham cũng đã có những chia sẻ chân tình, tri ân đến người thầy có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời quần đùi áo số của mình, đó là huấn luyện viên Sir Alex Ferguson, cùng dấu mốc là tấm thẻ đỏ ở World Cup 1998. Một trong những người quan trọng nhất đối với tôi vào thời điểm đó là Sir Alex Ferguson và những người hâm mộ tại Manchester United. Nếu không có những người hâm mộ Manchester United vào thời điểm đó, tôi sẽ rất khó có thể vượt qua nó, bởi đó thực sự là quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp của tôi. Khoảnh khắc tôi bước đến góc cờ và cả khán đài chỉ biết đứng dậy vỗ tay, cổ vũ tôi và đã hát tên tôi. Và đó là những người hâm mộ Manchester United và đó là điều quan trọng đối với tôi. Thưa quý vị, Wimbledon năm nay sẽ không có tay vợt nào được tính điểm trên bảng xếp hạng ATP và WTA. Điều này phần nào đó sẽ ảnh hưởng đến sự kịch tính và hấp dẫn của một trong những giải đấu lâu đời và danh giá nhất của làng quần vợt thế giới. Người hâm mộ vẫn mong chờ sự xuất hiện của những tay vợt hàng đầu thế giới. Và tất nhiên rồi, Rafael Nadal sẽ là một trong những cái tên được đề cập nhiều nhất, đặc biệt là sau khi anh vừa giành được danh hiệu tại giải Pháp mở rộng cách đây ít lâu. Tay vợt người Tây Ban Nha cũng đã lên tiếng về khả năng tham dự giải Grand Slam thứ 3 trong năm. Ý định của tôi là sẽ cố gắng hết mình để có thể tham dự Wimbledon năm nay như những gì tôi đã chia sẻ trước đó. Khi tôi tập luyện, tôi đã được thông báo rằng cơ hội để tôi chơi tại giải đấu này là khá khả quan. Và kế hoạch của tôi sẽ là đến London vào thứ hai tới. Thành thật mà nói là tôi rất vui. Chấn thương của tôi phần nào đó đã bình phục và tôi có thể tập luyện bình thường. Đây là một điều hết sức quan trọng với cá nhân tôi. Mặc dù đã có những tiến triển nhất định, nhưng tôi vẫn bị đau nhẹ. Nhưng tôi cảm thấy ổn và có thể sẵn sàng thi đấu. Trong trận đấu giữa Arsenal và Leeds United tại Elland Road diễn ra vào cuối năm ngoái, mặc dù Arsenal đã có được chiến thắng cách biệt với tỷ số là 4-1, tuy nhiên ở những phút cuối trận, Granit Xhaka đã nhận một tấm thẻ vàng và có phần khá khó hiểu. Chính vì lý do này thì Granit Xhaka đã bị chính phủ Anh mở một cuộc điều tra vì nghi ngờ có hành vi liên quan đến bán độ. Những thông tin đáng chú ý này cũng sẽ khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Đừng quên bấm like và subscribe VTV Thể thao để liên tục cập nhật những thông tin thể thao mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin sáng ngày mai. FA đã mở một cuộc điều tra kéo dài 6 tháng và chuyển vụ việc này lên cơ quan tội phạm quốc gia Anh. Và theo một diễn biến mới nhất thì Xhaka có dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới vấn đề cá độ thể thao. Một khoản cược cực lớn khoảng 52.000 bảng Anh đã được đặt cho tấm thẻ vàng của Granit Xhaka trong 10 phút cuối, cùng bất chấp thực tế rằng Arsenal đang thắng là 4-1. Tiền vệ người Thụy Sĩ đã bị trọng tài André Mariner phạt thẻ
vì lãng phí thời gian ở phút 86 khi anh thực hiện quả đá phạt trực tiếp. Có những báo cáo chỉ ra rằng pha cá cược này thậm chí còn mang về khoản tiền khổng lồ lên đến 250.000 bảng Anh. Niềm hy vọng về danh hiệu của Charles Leclerc đã phải nhận một gáo nước lạnh khi mà tay đua này đã nhận án phạt trừ đi 10 hạng xuất phát ở chặng đua chính thức. Nguyên nhân được cho là trong quá trình tập luyện, tay đua người Monaco đã thay đổi bộ phận động cơ mà không có sự thông báo cụ thể. Án phạt này thực sự đã mang đến những khó khăn với lại Charles Leclerc trong chặng đua tại Montreal sắp tới.